Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhà sách bên Mỹ nha. Thì hôm nay mình sẽ mua một con figure chứ không phải là đi vòng vòng như hồi trước nữa đâu. Đó, thì mình mới vừa vô mình thấy được Naruto, thằng cha của thằng Boruto á. Rồi ở đây có một con figure Nami với là Robin, nhưng mà hai con này mắc cực kỳ luôn. Và bốn em này mình định mua nha. Một con hình như cỡ 4-5 đồng hay gì á, mắc. Và trên đây cũng có mấy con mô hình Kimetsu no Yaiba, rồi mấy con WCF hồi trước mình có mua review nè. Rồi có mấy con Gundam nữa, nhưng mà mình thấy Gundam bán 30-40 nó mới đẹp. Và có một cuốn sách đó mình cũng có mua luôn, của Goku Dragon Ball. Nè, bây giờ mới là nhân vật chính nè, thấy các bạn thấy không? Tenjiro. Mà cái này là của Ichiban nha các bạn. Demon Slayer lần đầu tiên mình mua của Ichiban, quá đẹp, quá ngon luôn. Đó, giờ mình cho các bạn tham quan một xíu nữa nha. Hello xin các bạn nhé, và hôm nay mình mới vừa mua được cái em Tanjiro này, The Moon Slayer. Thì nói chung cái bộ phim này mình mới vừa coi và mình thấy em này rất là đẹp luôn nha. Kiểu cái nọ mà cái box thôi mình cảm thấy nó rất là bự luôn nè, nó tự tổ chản luôn, mà mình cảm thấy kiểu mấy cái effect nước á kiểu làm rất là đẹp nha, kiểu nó ba làm rất là đẹp. Thì mình sẽ unbox thử nó sẽ như thế nào nhé. Let's go unbox now. Pew. Đầu tiên các bạn có thể thấy được cái hộp này thì nó rất là hoành tráng luôn nha, nhìn rất là bự nha. Kiểu nó có mấy cái hoa văn, rồi mà kiểu mới có mấy cái bông hoa, nhìn rất là đẹp nha. Đó, thì cái hãng của mình mua là của Ichiban, và đây là một cái tên của hãng phim. Thì á, mình nói là cái em Tanjiro này rất là đẹp luôn nha, kiểu sóng nước rồi có hai cái kiếm. Rồi hình như nó có cái gì nữa ta, nó có một cái bảng ở trong này nè, nó có cái bảng tên gì của Tanjiro hay là cái gì đó mình cũng không chắc nữa. Rồi cái này á là sell outside Japan only. Đó, thì mình cảm thấy cái em này rất là đẹp luôn nha, rất là nét luôn, rất là đẹp. Mình cảm thấy cái box này thì rất là đẹp luôn. Thì cái em này có giá là 36 đô nha, 36 đô. Và mình mua được giảm giá là coi như em này còn có 30 đô à, thì cũng khá là rẻ. Và mình cũng có mua được, đây mọi người, mình cũng có mua được của một bộ của Dragon Ball Z. Thì cái này á là cái phần của lần đầu tiên gặp Kaidit, lộn, lần đầu tiên gặp Kaidit với lại anh trai của Goku đó. Thì cái phần này mình cảm thấy rất là hay, thì cái phần này cũng khá là tuổi thơ với mình. Cái này là lúc này là lần đầu tiên Goku chết, và nói chung mà đánh lộn, đánh xèo, nói chung mà rất là nhiều thứ trong này. Thì mình cảm thấy cái này khá là kỷ niệm nên là mình đã mua. Thì cái giá của em này cũng khá là mắc, là 20 đô nha các bạn, là 400 ngàn Việt Nam, nhưng mà mình mua sale. Với lại mình cảm thấy cái cuốn này cũng rất là nhiều luôn, kiểu nó tới 500 trang lận, thì mình cảm thấy nó cũng khá là đáng tiền, với lại nhìn cũng khá là ngầu đó. Ok, mình sẽ không nói dài dòng nữa, mình sẽ unbox em này nhé. Thì mình mới vừa mở cái hộp ra, thì cái này là của Ichiban A nha, cái này là bản A. Thì cái này hình như nó sẽ hướng dẫn cho mình ghép cái kiếm làm sao cho nó đúng nhất hay sao ấy. Alo mọi người ơi, thì mình mới vừa mở cái hộp ra, nhìn cũng rất là hoành tráng, nhìn rất là đẹp luôn chứ bộ, cũng đâu có dạng vừa đâu, phải chạm là vừa đâu. Đó, giờ mình sẽ mở ra thử nha. Thank you.
Ok, các bạn thấy cái gì khác khác trong video đúng không? Ok, khác là khác chỗ này nè, tại vì cái này nó bị gãy. Và các bạn thấy nó bị gãy không? Đó là cái khúc này nè, là kiểu như là nó đứng ở trên đây nè, không có trụ đùa hay gì, tại cái kiếm này đâu có dựa được đâu, cái kiếm này rất là mỏng, rất là dẻo nên là đâu có dựa được, nên là nó bị gãy. Mình hồi bữa mình không có làm gớt hết trơn, tự nhiên nó bị gãy ra rồi đó, đó bị gãy ra. Và cái này mình làm thấy nó làm cũng rất là đẹp nha, nó khá là nặng, nó là nhựa nhựa nguyên khối luôn chứ không phải là nhựa mỏng mỏng nữa, nên là nhưng mà mình thấy gỡ thấy để vậy nè, đó để vậy nè, mình thấy nó rất là gấu mà thấy cũng rất là lỏng lẻo đúng không? Thì mình nhét cái này vô đây nè, đó mình nhét cái này vô đây, nhét cái này vô đây đó, xong mình để vậy nè, mình thấy nó cũng rất là đẹp nha, thấy nó gọn hơn, nhìn nó tinh tế hơn mà nó cũng không gớt nhiều nữa. Từ từ các bạn phải để nó vô form nữa. Đó mình thấy vậy nó cũng rất là đẹp. Và mình sẽ nói về cái màu nha, về cái màu của cái áo này mình thấy nó rất là tươi nha, nhìn thấy các bạn thấy trong video nó hơi nhạt đúng không, nhưng mà ở ngoài đời á mình cảm thấy nó cái màu có vẻ là nó tươi hơn. Và cái khuôn mặt của Tenchiro á mình cảm thấy nó rất là đẹp, cái mặt của nó rất là kiểu rất là giống trong phim, kiểu lúc này là đang rất là giận dỗi đó, mày đánh lộn với lại xuyên nhện hay sao á. Rồi có một cái vết bớt trên này. Về cái kiếm này mình làm thấy cũng rất là ok luôn nè, cái kiếm làm rất là ok đó, cái tay này nó nhét vô thôi là nó vô đó. Giờ ở ngoài sau đây á nó cũng có viết một cái chữ của sát quỷ đòn hay gì đó, mình không đọc được chữ Nhật nên là mình không biết đâu, nó cũng có viết trên này luôn, rất là tinh tế nha các bạn. Về cái áo này, cái quần nước sơn á mình đánh giá rất là tốt, thì các bạn cũng có thể thấy được á là cái bông tai nó cũng có làm bông tai nó dễ, nhưng mà dễ không sâu sắc lắm, nó có dễ cái mặt trời này nọ nhưng mà nó không có dễ quá nhiều, nó dễ xương xương thôi. Rồi đây là cái phần ống kiếm nè, rồi đây là cái phần dài nè, mình làm thấy rất là đẹp nha, rất là đẹp, rất là tinh tế luôn. Mà mình nghĩ có ngày 600 ngàn thì mình thấy khá là ok á. Ok, hiện tại mình có hai con Tenchiro cùng size với nhau luôn, cùng kiểu to kích thước như nhau luôn nè. Đó thì cái con này cũng cỡ là 20 mấy đô, nhưng mà con này là lắp ráp giống như là kính đám các bạn, mình cắt ra. Giờ mà thấy không, các bạn thấy không, mấy cái khối này giờ mà các bạn nhìn xa á thì các bạn nghĩ nó không phải là giống như mấy con Dragon Ball kiểu nhìn nó hơi xấu á, mà con này á nó kiểu nó liền khối như một con figure tỉnh chứ không phải là figure giống như Gundam vậy đó. Đó và các bạn có thể thấy được hai cái màu của con này nó khác nhau. Một cái con này á cái màu của nó khá là nâu, kiểu như vậy như da mực á, ngày workout nhiều hơn hàng ngày, hàng ngày là kiểu gì như skin care này nọ, nhìn nó trắng trẻo hơn. Giờ cái màu của thằng này nó cũng xấu hơn đó, cái màu của thằng này nó không được đẹp, kiểu nhìn nó tối tối mà nó nhìn nó sạm sạm lắm, nhưng mà cái con này nhìn nó tươi, nhìn nó sáng và nó có nhiều cái effect. Con này là chỉ đứng không thôi, nhưng mà cái con này á mà các bạn thích vậy như kiểu Gundam á thì các bạn chơi ok, tại vì nó khá là vui khi mà các bạn lắp ráp á. Mình lắp ráp cũng cỡ chừng cỡ mấy tiếng đồng hồ là xong con này, khá là dễ dành cho các bạn newbie đấy, khá là đẹp luôn. Lâu lắm rồi các bạn đâu thấy mình hít figure được đúng không? Hôm nay hít thử cho các bạn nghe nha. Nhưng mà nó không còn thơm như trước. Cái này mình inbox 7 tháng trước nên là nó không còn thơm như trước, nhưng mà
Nó mùi mới là giống như mấy cái mùi mà cục gơm mà hồi xưa mình đi học á, hết cái mùi giống giống vậy á. Nhưng mà giờ hết toàn bụi không à. Phê á. Ok, thì mình nghĩ video của mình đến đây là sẽ hết và hẹn các bạn lại video lần sau. Thì mình cũng có một cái em Nezuko á. Ừ, em lộn. Ừ đúng rồi, em Nezuko vợ mình á. Thì nếu các bạn thích thì mình sẽ làm video review em ấy, chứ mình bót lâu lắm rồi, tại lúc đó mình đang thành sad boy, thành một sad boy nên là mình không có inbox, nên là bây giờ mình sẽ review các bạn nha. Đây người đích nè, đó, và cảm ơn các bạn, bye bye sao, bye bye.